hello cả nhà hân hoan chào đón cả nhà đã đến với kênh youtube của hoa lan như ý à, hôm nay em mới có một hướng hát tùng đỏ đang bông chia sẻ cho cả nhà mình cùng tham khảo thì đây là một cái hướng hát tùng đỏ mà em mới đã cắt ra từ một cái chậu bông nha cả nhà em mới cắt ra từ cái chậu bông đó rất là đẹp luôn thì à, bây giờ cái hướng này em mới quay video cho cả nhà mình cùng tham khảo nếu như mà cái cây này á à, mình không vội vàng, mình để vàng ngày sau nó sẽ lên màu đỏ đậm hơn nữa cả nhà. Nhưng mà tại vì cái này thì khách chốt rồi, cho nên em chia cho khách rồi, cho nên là em sẽ cắt ra để em tham khảo cho cả nhà. thì hiện tại cái cây này em để ở trong vườn rồi, không có sách cây về đây để chia sẻ cho cả nhà được. tại vì thực chất là ở nhà túi tắm không có đều bằng trong vườn, ở cho nên những cái cây nào mà giá trị khá cao em sẽ để trong vườn. thì bây giờ em sẽ lên cho cả nhà mình cùng ngắm nha. mới đầu nữa em xin nói sơ về cái cây hát tùng chớp luôn cả nhà nha mặc dù là trời khá nắng nhưng mà em cũng ráng em làm video chia sẻ cho cả nhà có nhiều anh chị hay hỏi em là ở ừ, có hát tùng chớp màu vàng không thì em cũng xin lỗi cả nhà là hát tùng chớp màu vàng không có đâu cả nhà mãi mãi là không có nha tại vì hát tùng mới đầu nở nó sẽ màu vàng như thế này nè cả nhà và dần dần nó sẽ lên cam rồi lên đỏ nó sẽ lên như thế có cây nó sẽ lên cam và có cây nó sẽ lên đỏ như thế nào quan trọng là do cái cách mình trồng hoặc là do thời tiết nữa đó nhưng mà riêng cái cây nhà em mới đầu nở nè cả nhà thấy cái đài màu vàng không đó em cho cái cây này cái cây này nó chưa cái bông bên này nó chưa có lên bông bằng cái bông bên kia thì em cho cả nhà mình tham khảo đó đài màu vàng dần dần rồi cái đài nó cũng sẽ lên màu cam thôi cả nhà ơi cái đài nó cũng sẽ lên màu cam nha cả nhà đừng à, mình đừng nói chung một khi mình nên mình mua cái dòng hát tùng chớp này là một cái cây có giá trị khá cao thì mình nên dạng như là sáng suốt trong cái việc mua những cái cây giá cây giá trị cao như thế này nha cả nhà đó cái đài nó màu vàng nè cả nhà thấy không mới đầu nở thì cái cánh nó cũng màu vàng như thế này thôi nếu như mà em nhớ ra cái vụ mà vàng hay với đỏ như thế này là lúc trước á, là em sẽ quay video lúc nó mới nở cho cả nhà xem nó màu vàng như thế này rồi nhưng mà hiện tại bây giờ đụng tới cái cây hát tùng chớp thì em mới nhớ những cái câu hỏi mà anh chị và cô chú hay dành cho em ý những cái thắc mắc là tại sao không có hát tại sao mà có hát tùng chớp màu vàng không đầu này kia cả nhà thì em cũng xin nhấn mạnh là không có đâu cả nhà mới nở nó sẽ vàng như thế này nè cả nhà cả nhà thấy cái đài không như cái bông bên này nó đâu có bậm đậm bằng cái bông bên này đâu cả nhà nếu như mà mình để trong chậu nữa thì vài ngày sau nó sẽ lên đậm nữa thì hiện tại em còn một hướng để chia sẻ cho cả nhà còn cái hướng bông này em bán rồi cả nhà hướng bông này là em bán cho khách là ba triệu rưỡi rồi hướng bông này em chia sẻ 3 triệu rưỡi cái cây này là cây tuyển của em cho nên là cả nhà biết sao không? cây nó sẽ rất là đẹp luôn và rất là đó cả nhà thấy không rất là to anh chị nào thích siêu tầm hát tùng chớp em mời cả nhà alo trực tiếp cho em nha mã hát tùng chớp nha cả nhà và cả nhà yên tâm hát tùng chớp nhà em thì nhà em đều chọn lựa kỹ lưỡng để làm giống đó mình yên tâm đi ngoài ra thì em còn một hướng một hướng chung với cái chậu này chung với cái chậu đang bông nè cả nhà nào mà cần hình thì cả nhà có thể alo hoặc là alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0989 214 119 em sẽ chốt đơn cho cả nhà đó nha cả nhà ơi thì hiện tại bây giờ em sẵn là em cắt về em gói cho khách á, thì em quay lên cho cả nhà mình cùng tham khảo luôn anh chị nào mà có nhu cầu chơi cây này thì mời cả nhà cứ alo em để chốt nha. Alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0989 214 119. Em sẽ chốt đơn cho cả nhà. Đặc biệt, cả nhà biết sao không? Bông nó rất là đẹp luôn và cánh rất là dày nha cả nhà. Đây, màu vàng là cả nhà. Màu vàng huyền thoại luôn nè. Đó, dần dần nó sẽ lên màu cam thôi cả nhà. Cái đài bên đây nó còn màu vàng. Nhưng mà dần dần cái đài bên đây nó sẽ lên màu cam thôi cả nhà ơi. Đó, mình nên sáng suốt trong cái việc mà mua cây mắc tiền như thế này nha cả nhà đó rất là đẹp nè nếu mà về cả nhà nhìn kỹ là những cái hắt tùng chớp của lá nó sẽ còn chớp xẹt như thế này cả nhà thấy không đó sẽ còn những cái đầu chớp như thế này mờ thôi nó càng già thì cái những cái đường chớp nó sẽ càng mờ cả nhà nha như cái cây này cũng vậy nó càng già thì những cái đường chớp của nó sẽ càng mờ để em cho cả nhà xem những cái đường chớp của nó nè cả nhà thấy không nó sẽ sẹt sơ thôi này cả nhà chứ nó không có sẹt rõ như cái mầm đâu nếu như mà mình muốn nhìn sẹt rõ nhiều hay ít là lúc mầm mới lên đó đó Lá nào cũng có sẹt hết cả nhà thấy không Lá nhà cũng có những cái sẹt hết Rồi cả nhà yêu thích hát tùng chớp Em mời cả nhà alo trực tiếp cho em nha Hiện tại thì em còn một hướng ba lá như thế này 1, 2, 3 trong chậu như thế này thì cái lá này đã khách đã chốt rồi anh chị nào yêu thích hướng ba lá này thì em mời cả nhà mình cùng chốt đơn và cái hướng ba lá này em chia sẻ với cả nhà Nói chung là giá nó cũng sẽ gần 3 triệu đó cả nhà Cho nên cả nhà yêu thích thì cả nhà cứ alo trực tiếp cho em Em sẽ chốt đơn cho cả nhà nha Hoặc là cả nhà nào mà thích lấy cái hướng chung với cái chậu này Thì có thể các bạn zalo với em qua số điện thoại 0989 214 119 Em sẽ chụp hình và cắt cái hướng cùng cái chậu này cho cả nhà mình cùng xem luôn nha Hiện tại nguyên một chậu này Nhưng mà cái hướng này thì nó sẽ mắc hơn nha cả nhà Tại vì cây rất là lực và rất là to Hướng này nó sẽ mát hơn cả nhà ơi Cây rất là lực và rất là to luôn cả nhà nha Đó Đơn giản cái hướng bông này em bán 3 triệu rưỡi nè Em bán rẻ đó 3 triệu rưỡi là em bán rẻ nha cả nhà Người ta bán hướng đang bông 4 triệu Em bán 3 triệu rưỡi thôi Còn anh chị nào mà sợ sai cây hay này kia Nói chung đây toàn là mẹ con với dòng họ của nó em tách ra em nhân giống thôi cả nhà cho nên cả nhà cứ yên tâm còn ai muốn mà này kia muốn chắc cú hơn nữa thì có thể kết bạn zalo với em em sẽ quay video cái chậu em chụp hình rồi em cắt cái hướng chung chậu với cây này qua cho cả nhà mình cùng tham khảo nha rồi bye bye cả nhà hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau nha bye bye cả nhà nha nói chung hôm nay em chỉ lên một mã thôi tại thấy nó đẹp quá khách chốt từ cái bữa mới nở rồi cả nhà nhưng mà giữ lại em cố tình em giữ lại để cho nó lên màu một chút xíu để em quay video em khoe với cả nhà để cả nhà biết là ở nhà em cũng có hát tùng chớp nở đồ này kia rồi bye bye cả nhà hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau nha chào tạm biệt cả nhà nha